Biết tí à nha. Ok. Bỏ. Đây là cái dèo, cái dèo. Cái đuôi dèo, đuôi nó dài thế. Rồi xem cô nè. Điên xỉ đi, điên điên. Quân quân. Rồi xem cô nè, điên người báo chúng mất. Chẳng nghe gì. Tài trợ về tài trợ về thuật ạ. Vâng. Đối với đoàn trước tiên đây là mấy bạn đang ngồi đây là mấy bạn này bạn vọc bông trắng hay là vọc quần đùi trắng. Đây là quần đùi trắng đang phương ạ. Mấy bạn này đặc điểm của mấy bạn này là mấy bạn vọc này là đuôi thì lúc nào dài hơn thân. Lên trên này, lên trên này. Và chỉ mấy bạn này chỉ ăn lá cây và quả chất đắng thôi. Vài này cả phân bố trong tự nhiên đã ngon trong vòng 11 khoảng 300 cá thể. Vọc bông trắng. Bây giờ cái quần thể lớn nhất là tập trung ở đầm Vân Long ở Nam Viễn ạ, khoảng tầm hơn 200 cá thể. Và vài này phân bố ở quần Quế Đông Phương này và một số lân cận ở Quế Đông Phương bao gồm cả Kim Bảng, Hà Nam. Cũng thành công rất lớn của trung tâm là năm ngoái là phối hợp với đảo Ngọc của khu vực danh thắng Tràng An thả 3 cá thể về đấy. Thì đến nay là các bạn đã sinh sản rồi. Rồi. Được không? Có phong bông trắng. Phần đùi ấy. Phần đùi ấy. Đây cái hai cái dãy chuồng vừa rồi đấy là bạn này gọi là bạn quạc đen dây trắng hoặc là bạn quạc Hà Tĩnh ạ. Trước đây thì các nhà khoa học phát hiện ra ở vùng cây Hà Tĩnh nên gọi là quạc Hà Tĩnh. Loài này bây giờ phân bố chủ yếu nếu gặp nhiều nhất quần thể lớn nhất bây giờ là trong vườn cũng nha, trong nha cái bàn của Quảng Bình. Anh ơi, anh ơi cái đường đấy làm ơn anh cái đường đấy đường nội bộ không đi tham quan đường đấy anh ạ. Có con gì? Ví dụ như gì phó? Lào nó mình. Đó vẫn còn đuôi trắng. Đấy. Đâu còn còn đuôi trắng đâu. Úi giời. Khỉ khỉ khỉ. Đang đuôi. Thì mầm mầm. Xe với xe. Ô con này bụng bầu à? Kìa kìa, mấy cái con trong kia. Hồi ban ngày vui cha mẹ. Nhai đầu mình. Trẻ mồ côi không có bố có mẹ. Cả vá chân xám. Còn cái bạn nhỏ đang nhảy là vọc cả vá. Vâng. Chị nhất thì cái đến này.
Vừa mới nói là trông nhau cái răng nhẹ nhàng. Đúng cái. Con các bạn bé xíu bé. Bé. Ủa tay quá. Ê chà, ê chà. Mấy cái nào à? Coi như kiểu cho bú ấy. Xa quá, không có ngoài được. Đây, đấy là hai con đã theo qua, còn con bé nó đang ôm trong người, đang lòng ấy. Đấy đi dịch ở đây mình xem. Hay. Đấy, đấy con bé đấy, đấy. Nhiều hết. Đấy. Đấy cái mà đang bịt mặt đấy, có kính ấy. Người ấy, người trong nước cầm cái đuôi đi giải đàn rồi. Hoặc, hoặc, cắt bà. Đây cũng là khỉ hay là lấy vọc vọc vui sợ này bọn này nó siêu đáng này. Ăn ăn lá cây. Cái đu. Này cho đi ấy Việt Nam Got Talent âm gì vậy? Tập chế. Ôi trời, ôi trời. Thể hiện đấy nhỉ? Thể hiện này. Kiểu biểu diễn này, biểu diễn này. Đang biểu diễn này. Quay lại này, đấy. Đấy trời. Biểu diễn này. Biểu diễn này. Cho khách xem luôn. Đấy. Đi ra đây nào. Đi ra đây nào. Nhốt rồi. Đi ra đây. Nhốt rồi. Đù. Thế cái con gì màu. Con mình thế nào, con trong đi con mình.